Em trai con ở Việt Nam, em con làm người chủ thầu mua tất cả những loại cá hay tôm để làm nước mắm, mua cá, cá tấn, tấn vậy đó. Mặc dù cá hay tôm đã chết rồi khi đến bờ, vậy có phải em con là người đặt hàng thằng chủ tàu thì chủ tàu người đánh cá và em trai của con có phải bị phạm giới sát sanh hay không? Nó có một cách mình gọi là nó hơi lắt léo, hơi lách luật để mà mình không có phạm giới sát sanh. Nhưng mà sư thấy nó cũng không cần thiết. Sư lấy ví dụ đi, nói có khi là cái chủ tàu nó nói mình hơi hơi khùng. Nghĩa là sao? Ví dụ như nói là tôi chỉ lấy tấn cá đánh vào 4 giờ, đánh vào buổi sáng thôi, hoặc là tôi chỉ lấy 1 tấn cá đực thôi, hoặc tôi chỉ lấy 1 tấn cá cái thôi, thì mình đặt ra những cái yêu cầu mà nó oái oăm ấy. Nhưng mà mình thòng thêm câu thì có cũng được, không có là thôi không sao hết. Thì như vậy đó, khi mà chủ tàu họ làm theo ý của mình ấy thì mình phạm giới sát sanh. Ví dụ như mình kêu tôi chỉ lấy 1 tấn cá đực thôi, họ làm sao đó tôi không biết, họ làm sao mà họ đánh cho mình được 1 tấn cá đực ấy, là mình phạm giới sát sanh. Còn khi mà mình thòng theo một câu đó, còn khi mà họ làm không được á thì mình cũng lấy, nhưng mà nó không có đúng, không có đúng yêu cầu của mình ấy, thì mình không phạm giới sát sanh, tại vì nó là một cái điều lắt léo trong luật. Sẽ lấy ví dụ như thế này nè, mình kêu gom thay đổi một cái môi trường khác, ví dụ như ông chồng kêu bà vợ, bà giết con gà, bà giết cái con gà mái đó cho tôi, nhưng mà bà vợ bà thấy cái con gà mái nó đang đẻ, bà không giết, bà đi bà giết cái con gà mái giàu. Thì cái con gà mái đang đẻ đó, không giết, giết con gà mái giàu, thì như vậy đó bà vợ phạm, thì bà vợ làm thịt ông chồng ăn, thì ông chồng không phạm giới sát sanh nhưng mà bà vợ phạm giới sát sanh. Nó là một cái điều lắt léo ở trong cái giới sát sanh. Thì cái người mà hiểu giới đó, trong những trường hợp mà họ buộc họ phải phạm giới thì họ có thể họ lắt léo để mà nó tránh tối đa cái thiệt hại. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp đó họ không phạm giới nhưng họ vẫn cộng nghiệp, vẫn cộng nghiệp như thường. Cộng nghiệp là sao? Ví dụ như mình có một cái người con thương nó ghê lắm, nuôi nó ăn nó học, thậm chí là vay nợ để mà nó đi học đại học, rồi một cái ngày đẹp trời nào đó nó bị tai nạn, nó chết oan, chết tức, chết tức, chết tưởi, mình buồn, mình khóc, mình chịu không nổi, mình hoa điên. Thì cái đứa mà chết ấy là nó chịu cái nghiệp sát sanh do nó đã tạo, nhưng mà mình là cái người mà cộng nghiệp á, mình hưởng ké, nó sát sanh nó đem về cho mình ấy, mình hưởng ké, thành ra là mình phải chịu cái nỗi khổ của việc mất người thân là chính nó đấy. Hoặc sẽ lấy ví dụ như là trường hợp của Pol Pot đi đấy, họ diệt chủng ấy, thì có những người mà gia đình của họ là toàn bộ cả gia đình là bị giết sạch, một mình họ là sống sót, thì họ phải chịu cái nỗi đau mà không có nguôi ngoai của Pol Pot. Thì xét về nghiệp á, là những người mà bị giết á, là họ chịu, họ trả nghiệp sát sanh hồi xưa,
còn cái người mà sống sót á, là họ cộng nghiệp, cho nên là họ phải chịu cái nỗi đau mất gia đình đó. Đó là cái sự khác biệt. À, thành ra là nếu như mà cái người em của quý vị đó, một á là nếu như họ chỉ đơn giản họ đặt 1-2 tấn cá thì người ta cũng giao 1-2 tấn cá, thì như vậy người em cũng phạm với sát sanh luôn. Còn trong trường hợp mà lắt léo, tìm cách lách, mình gọi là tìm cách lách luật ấy, để mà không phạm với sát sanh ấy, thì cũng cộng nghiệp. Cũng cộng nghiệp thôi. Do đó đó, tại sao Đức Thế Tôn nói là những cái nghề mà mua bán liên quan đến động vật, dù là sống hay là chết, thì đều là cái nghiệp tà mạng mà người cư sĩ nên tránh, bởi vì nó sẽ tạo ra những cái ác nghiệp mà mình sẽ phải chịu trong cái đời vị lai.